chuyện chứ còn mà mình không có lỗi phải gì, mình cũng có nặng nhẹ gì chứ, người ta cũng già cả rồi, ta đổ đường vô đây vậy là ta cũng mất điều đi. Còn chuyện mà ổng xin cho con ổng thì ở đây để cho luật pháp ta giải quyết đi, cho mình không có nấu nóng được chứ. Nghĩa là ngày hôm nay chú vô đây là đầu tiên xin là lỗi, xin lỗi là ổng được tha thứ cho nó, nhưng mà ở đây thì để cho luật pháp, bây giờ tới chính quyền hành hạ con không có gì là mình không phải là mình làm gì nó, nhưng mà cái tội nó làm thì để cho nhà nước giải quyết đi. Chắc giờ chờ cô nhìn kỹ cái cây kim nó đâm vào đầu ngón tay mình còn sớm, mà con mình cái đầu nó đó sao không đó. Chú vô đây cái mục đích chú đầu tiên là xin lỗi gia đình mình đúng không? Xin lỗi gia đình mình là tha thứ cho con ổng, nhưng mà bây giờ nói chung là bây giờ nó hết chính quyền rồi, để cho chính quyền giải quyết đi chứ còn như ta ổng với anh nó thì người ta không có làm gì, mình không có lỗi phải người ta. Dạ. Vô thì cũng bình thường thôi. Dạ. Yeah. Còn chuyện nó làm thì cái chuyện. Dạ. Yeah. Không cái là quế không thì nhận không bỏ được không lớn. Dạ. Lưng nó thằng nội nó cũng không dám vô đây nữa. Không dám vô đây đâu tại. Đã, hành hạ con ta cỡ đó sao nó dám vô. Dạ. Bất chấp không nợ người dân, không cái gì cũng nói cái gia đình mình. Dạ. Yeah. Ai cũng bức xúc hết cô. Mình thấy thì tội nghiệp ổng, cha ổng nó bảy mấy tuổi rồi mà ổng vô đây là ổng cũng biết điều đi. Dạ. Yeah. Không có gì đâu. Với lại từ hồi đó giờ chị Giao có nói là chị sống hồi đó là cha chồng cũng nhiều lần qua can ngăn mà nó còn bỏ mặt cho đâu quá. Hồi giờ con gái mình bức xúc cái là ổng không gặp sát qua, ổng không biết là mình hơi bức xúc. Ví dụ như bây giờ á, ổng ở sát trước nhà cũng cái nhắc là bên đây thì anh chồng, bên đây ông già chồng mà nó ở giữa, mà con dâu mà cạo cái đầu về nói là không biết là mình không chịu. Dạ. Làm sao mà không biết, là con dâu mình cạo đầu cho nhãn trước mặt thì mình thấy họ ừ tay dưới vô làm sao mà con cạo đầu, thì con này nó phải nói. Còn nếu như mà ông thấy hành hạ quá ông không chịu thì ông nói ừ thôi giờ con cho số điện người nhà đi, cho người nhà có hước con về hay ông không nói như vậy mới biết. Rồi bây giờ tới bây giờ ôm bên sừng lên tổng đồng hạng là ông mới vô như hồi nãy chị vô đây, thì... như nãy chị Giao cũng có gì có xin tiền bố cháu hai kể giúp là ổng lại ổng coi ông thấy ông khốn rồi mới vô chứ đúng mà con cháu không là giúp chưa chắc ổng vô. Thì đã cố tình là không cho con này về mới nói vậy chứ bây giờ ví dụ hai chị bữa mà con dâu mình khổ quá không dám nào á cũng phải nói con dâu mình về rồi nó về nó gửi tiền rồi nó trả chứ không phải là nó xin. Dạ. Nó nói là ổng biết chứ đâu phải ông biết đâu mà nói tiếng không biết là không đúng. Chắc có thể rằng chú nói mà cô nhiều khi mà cũng không hiểu ý, tức là cái lần cuối cùng á là có thể cần chú không biết cái lần cuối cùng này là chị khi mà chị Giao bị hành hạ cái vụ mà thui này nè là nó sảm cái họng lại là nó chó tay chó giò thì ví dụ cho nó ở ngoài phỏng mà cái mặt này ông già chồng cũng phải hỏi ừ chứ do làm sao mà con bị phỏng. Dạ. Yeah. Chứ làm sao mà không hỏi được, nhà xác chết đi vô đi ra thì phải hỏi mà ông không biết là nếu mà nhờ từ những ngày ban đầu thì đâu có cái tình trạng như này đâu, chỉ là một hai trận nhờ liền ngăn chặn kịp thời rồi. Đã mình biết bản thân con mình vậy rồi là mình nó xong sao thì mình hiểu rồi, mình nuôi con nhỏ thì tới lớp mình phải biết. Nhưng mà nãy chú còn nói là con của chú hiền lắm, Lưng hiền lắm. Hiền mà nó quánh con ta cỡ đó đó. Hôm nãy con hỏi vô thì chú nói là ở nhà thì cũng hiền cũng không quậy hoài gì hết. Mà con hỏi về cái câu chuyện là có cọc tính hay là không thì chú không có nói. Con vợ của nó đó có quay đoạn clip của chú Tâm lên cái con người bắt mà nó đưa lên nó chia sẻ đó là cái con đó. Ừ, nó nói á thì trong đó có mà nó nói tôi có nghe, tôi không nghe mấy đứa này nó kể là thì không phải nói xấu ai, nhưng mà con nghĩ rằng Tân Luân này đã có cái chị Giao người thứ ba rồi, chắc chắn rồi Tân có vấn đề. Tại vì nó người Bắc mình, người Nam, người mình già rồi nó nói không có nghe, mình mở trên cái ví nghe không nghe được. Nhiều khi mình nghe, ví dụ khi mất không nghe được. Lại nãy chú vô con cũng nghe tiếng được tiếng mất. Nhiều khi mình ổng nói thì nó có thể của chú được. Lúc đầu thì ổng vô ông nói là ổng xin lỗi ông bà đi thôi, giờ tha thứ đi cho ông đón con Giao về ngoại á, đặng cho nó gần con nó rồi vợ chồng nó hòa hợp lại. Dạ. Ở đây con Giao không đi đâu mãi, gia đình cũng còn ý đi đi về ngoại chết đi sống lại tiền kiện cho chị trời ơi. Cô có nghĩ là nó khi nào mà chị Giao chị mềm yếu quá rồi
bây giờ là yêu cầu là được nhận con nó về nuôi thôi, chứ nó nói cũng như là bây giờ là hành hạ nó vậy rồi, mà nếu để nhỏ ở ngoài là sao hành hạ con nó thôi, còn nó không về nữa. Nó nói nó từ cõi chết về rồi, bây giờ tìm lại là cũng như tìm chết. Chứ còn gì nữa. Hồi nãy con có nghe chị nói là cái nguyện vọng của chị là thứ nhất là ly dị, rồi thứ hai là sẽ có con, có con gì đây vậy vậy thôi. Còn cái chuyện mà nó quánh quá là quánh hành hạ thôi, thì để bây giờ tới chánh quyền, để cho chánh quyền tưởng nó đi. Khuyên chị Giao là làm tới luôn đi để răng đe. Dạ. Thì bây giờ chờ công an Hải Dương, ta cũng vào cuộc rồi, ta gửi đơn mời vô đây rồi. Dạ. Ở đây thì cũng làm đơn gửi không mãi rồi, làm đơn tố cáo cũng gửi không mãi rồi, rồi để coi coi cũng thu xếp. Thu xếp cho Giao đi, mẹ về giấy tờ đó, thì nó giữ ngoại hết trơn rồi. Giờ là mình cũng tìm cách thải liên lạc cho ngoại, đi tới ngoại, đang tới ngày công an ta giải quyết đó. À, mình lấy giấy tờ lại, gửi hai đó con về thôi rồi đi dị thẳng luôn. Chứ không có cho dính chát nữa, không có qua lợi nữa, bây giờ về nhà mình có gì ăn đó. Dạ. Như vậy là cô là khi mà mình tố cáo á, như là chị Giao tố cáo luôn á, là chị Giao phải đích thân ra ngoài Hải Dương đi. À, đó là viết đơn tố cáo để cho công an bắt đầu họ sẽ dẫn chị Giao đi giám định thương tật ở ngoài đó luôn. Bây giờ là cũng định là đi ra cho nó giám định thương tật. Dạ. Hả? Chị nó về. Chị nào? Bà Mạnh Thường Quân bảo mà Nguyễn Thiên Trực đó, bà đi vô đó chứ bà không có bà con gì đâu. Em cảm ơn chị chơi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Con nó hay quá. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Bà cám bà ở ngang đình ông Nguyễn đó. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Cô coi clip của chị Giao. Dạ dạ dạ. Hồi sáng cô có biết cái trên tất cả các phương tiện truyền thông báo chí có đăng về cái thực việc của chị Giao không cô? Báo Tuổi Trẻ, rồi, báo Đồng Đất. Ngày nay rồi, từ bữa nay là ngày thứ năm rồi, là tôi nói chung là bây giờ đi không nổi rồi. Không, báo chí đăng luôn rồi. Không, nhưng mà nó có nghe, nó là con mình về vậy rồi, trong người không còn cái gì tưởng tượng, mình mấy giờ không nghiêm hết trơn mà ăn uống không được, ngủ không được. Dạ. Thì người ta cũng khuyên là chị Giao khẩn trương là đi ra ngoài đó làm rõ thông tin rồi xác minh, xác minh là rõ cái vụ việc, và nếu mà có sự việc sai phạm mà biết đơn tố cáo luôn để người ta xử lý triệt để cái chuyện này. Có đơn tố cáo ở ngoài rồi, ở ngoài cũng có thơ mời vô đây rồi. Dạ. Thì phải đi chứ đâu không đi được. Ra ngoài đó giám định thương tật ở ngoài đó. Giám định thương tật rồi dứt khoát một lần một luôn, mình đem con mình về luôn, có cái gì ăn cái đó chứ không có đỡ con. Cái đó là công an họ sẽ dẫn mình đi đó cô. Công an sẽ dẫn đi giám định thương tật luôn. À, cảm ơn cô nhiều nha cô ha. Dạ dạ. Vận động viên em gắn thuốc men chăm sóc cơ thể để chiều ngoại bắt con không chết luôn cả người là không mà là thương em thăm Giao rồi quá trời thương hai chim đôi con cái anh đã xin sẵn hôm nay để anh nhận làm mẹ luôn đi. Tại vì biết sao không, tại vì chồng con biết nhận luôn, ừ nuôi luôn. Cô có tài sản gì nhiều không cô? Không có gì. À không có gì, em có mấy mẫu đất thôi, ở nghe có định giá nghe đất biển đó phải không? Ngay khu đô thị mới. Rồi đó. Ngay khu đô thị mới. Trời nè cô, nhận ai xin cô nhận không? Nhà nuôi nhỏ nhà lớn nè. Dạ. Ai xin giàu cũng lớn chứ. Trời ơi, giàu đâu? Mất ở quê bây giờ chắc bám luôn. Cô ơi cô. Dạ. Cô. Của cô nha. Cho anh này hết rồi, sang tên cho hết. Rồi, chị có nhau chưa? À rồi. À, sang hết trơn rồi, dài còn để tôi nữa. Quá trời ơi, xin thấy là một cái trận của Hà ở Thành Cống nha. Coi chứ xuống là Thành Cống rất là thấp. Trời ơi, ta đây bữa tối còn tính có gọi chưa bạn? Tính có gọi chưa? Có rồi. Không có ai cái lĩnh được gọi vậy? Là không gọi bà, ai cái lĩnh nó có gọi. Bác sĩ BC là cộng đúng rồi đấy. BC là cộng. Trời ơi, mà nó biết tin giả mày xạo quá. Cô nghe tính đâu rồi? Trời ơi, nó. Bây giờ tập trung trực tiếp cô ơi. Nói giờ mới thưa
anh đâu nói sao anh nói lên mấy thằng anh gọi vậy nè anh không biết bây giờ con nói nè con cấp nó thừa giờ nó đi nhiều lắm. Cái ví dụ đó im á gì không thấy. Nó ỉ luôn có tiền nó nhét hết rồi chắc không ai. Chắc nó thừa đi một bầy á. Con nói nhét là chính đó con. Con. Dạ con nói là nhét nha. Cái lời nào với con nào mình nên nói nha nói. Còn vấn đề mà nó có tội đó là chưa có ai công bố hết. Chưa ai chấp thuận nó là sao nó có tội. Chưa có ai công bố hết. Chỉ có một hai anh em YouTube là nó cầm đầu rồi thì cái đó là phải anh em YouTube đó. Không có. Anh hai để con nói nè. Chưa bị bắt đâu. Anh không có quyền kết tội nó. Không cái tội quyền kết tội này làm cái chuyện đó cho cái con chàng 12 bữa mà móc nó văng lên không có. Là ai cơ quan chưa kết tội mà ai dám kết tội vậy ta? Tôi kết tội nó là rồi con hỏi tôi nè bà coi clip con ai xin xong mà kết tội luôn phải không? Kết tội luôn. Vậy là ai xin kết tội không? Ai xin kết tội không? Ngày nữa rồi đó. Ừ, mà để cho bà cái tội đường phố nay ngày đó thấy anh nói gì mà để bà cái tội kìa không có vấn đề anh chia sẻ là những sự việc xảy ra chứ hỏi bây giờ là người ta nào mà chết ở dưới sông mà 12 ngày môi dân tinh còn nguyên anh chỉ có cái kết nè chỉ là vô kết mà anh kết cái cô này nè rồi biết sao nó ăn cá với xin ta 5 tỷ là gì nó có ý đồ lấy chính là nó làm để nó đâu có tội lấy 5 tỷ. Chúng không biết ví dụ nữa, hôm nay là tiến triển như thế nào ha. Mình giải ra 5 tỷ nó biết nó làm luôn á. Nó biết con này nhiêu tuổi chưa? 75 tuổi rồi đó, gọi thằng mạnh khỏe đó. Trời ơi, hai lúa. Hai lúa. Nhưng mà hai lúa nhưng mà nó đúng ra là nó đúng ra là cô hơi có cái chất giọng rất là tốt luôn á. Đó. Là một cái chữ trời ơi đi gấp quá quên gắn răng ngủ luôn cô quên nói ba đi gấp quá cái vụ này bỏ quên gắn răng ta thấy không bánh mì giống như cô đó bánh mì giống như cô á mà ta đi ra còn nhớ là gắn răng vô gấp quá taxi lại cái là quýt cái đi thăm thấy dao rồi sao thấy dao rồi thôi đau lòng sao con không để cho con đi nước đi taxi đi cho tốn tiền trời điểm cái thằng nào nó còn không bắt máy nó tưởng đâu là ở đâu xa nó cầm con điện bên này ra ai nào bên này ngồi kìa điện số ở trên tiếng mới rồi nó lên đó cái hỏi cả là xin không biết không phải nói tôi ở đây tôi ra anh coi tôi ở thành phố gặp giá mà không gặp tôi tham gia liền rồi kêu cô Zalo các bạn là hai đứa nhà chị bảo rồi là cô bắt biết gì rồi kêu kêu nhỏ này biết gì rồi nói là gì khác có rồi con hỏi ơi cái điện thoại gì sao cô coi con được học thôi rồi, thấy là đại này nhắc được sự khác biệt, nào